Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 đang đến gần, các làng hoa tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đang hối hả thu hoạch hoa hồng để vận chuyển đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ. Giá hoa hồng tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, đặc biệt là hồng đỏ. Tại các khu vực chuyên canh trồng hoa hồng tại thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, những ngày cuối tháng 2 vừa qua, giá hoa hồng đỏ bán tại vườn chỉ khoảng 1.800 cho đến 2.200 đồng một cành. Thế nhưng từ ngày mùng 5 tháng 3 tăng lên trên 5.000 đồng đặc biệt với các giống hoa mới nhập từ nước ngoài được thương lái mua với giá gần 8.000 đồng một cành. Theo thống kê của các phòng ban chức năng ở thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, vụ hoa này có khoảng 350 ha hoa hồng các loại, năng suất 120.000 cành một ha. Hoa hồng vừa được mùa, được giá, giúp nhà nông tăng thu nhập sau thời gian dài bị thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.